Ford Việt Nam nói gì về động cơ diesel 2.0L bị chảy dầu? Trước những ý kiến phản ánh về hiện tượng dò dỉ dầu ở động cơ tăng áp 2.0L, Ford Việt Nam đã chính thức có công văn phản hồi và cho rằng không ảnh hưởng đến an toàn. Mới đây, hãng xe Mỹ tại Việt Nam đã chính thức đưa ra văn bản phản hồi về hiện tượng dò dỉ dầu xe Ford đang sử dụng động cơ tăng áp 2.0L. Theo đó, For Việt Nam khẳng định hiện tượng này không gây bất kỳ rủi ro nào đến các vấn đề an toàn như nguy, cơ gây cháy, hỏng động cơ hay ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu, mức hao dầu, và tần suất bảo dưỡng xe. Ngoài ra, phía For Việt Nam cũng đã thông báo đến các đại lý ủy quyền trên cả nước về việc tiếp nhận và khắc phục hiện tượng này theo đúng quy trình do For Thái Lan đưa ra, tất cả các xe For sử dụng động cơ tăng áp 2, không L gặp hiện tượng do dỉ dầu. Sẽ được các nhân viên kỹ thuật của For kiểm tra, Thông báo tình trạng và khắc phục hoàn toàn miễn phí. Như thông tin chúng tôi đã đưa, cách đây không lâu, nhiều khách hàng sử dụng xe ô tô Ford, được trang bị động cơ tăng áp 2.0L, tại Việt Nam, đã lên tiếng phản ánh tình trạng hàng loạt chiếc xe như Ranger Wildtrak Bow hay Ranger Raptor, bị dò dỉ dầu tại nắp bưởng trục cam, và cổ hút tăng áp. Điều này, khiến cho nhiều người lo lắng về chất lượng sản phẩm, và độ an toàn khi sử dụng. Ngay sau đó, những khách hàng... Đang sở hữu xe sử dụng động cơ tăng áp 2.0L. Đã đến gặp gỡ với đại diện của Ford Việt Nam. Để thông báo hiện tượng và yêu cầu có biện pháp khắc phục xử lý. Phía Ford Việt Nam cũng đã đưa ra phương pháp khắc phục thử nghiệm trên một số xe đăng ký. Nhưng kết quả vẫn chưa được khả quan. Tại thị trường Việt Nam, ngoài sự việc của Ford hiện cũng có một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến các hãng xe khác. Và người tiêu, dùng như Mitsubishi phải thay thế giảm sóc cả chức sau của chiếc Spanner. VinFast cũng đang phải kiểm tra bơm trợ lực lái của các mẫu Lux A2-0L và Sa2-0L. Trước đó Honda cũng nhận những phản hồi liên quan đến hệ thống kiểm soát hành trình của chiếc CR-V. Và gần đây nhất là vào tháng 1 năm 2020, TACO đang phối hợp với Mazda Nhật Bản để xử lý lỗi ở hệ thống phanh khẩn cấp trên Mazda 3 mới phiên bản Premium. Nguyên nhân khiến hơn 35.000 chiếc Mazda 3 tại Mỹ bị triệu hồi xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi tôi sẽ tiếp thu ạ à. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại